Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Saigon TV. Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán giả đến với đài Little Saigon TV với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Kính thưa quý vị, chương trình này nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học và tập tiếng Việt bằng cách gọi vào đài tại số 714-893-3264 để tập hát, đọc thơ hay là kể chuyện bằng tiếng Việt. Và khi mà các em làm như thế thì các em có thể được thưởng những món quà từ các nhà tài trợ như là những món đồ chơi của FMG Insurance. Bảo Trân có đây là những cái phiếu đi uống boba của Seven Leaves bảo trợ. Ngoài ra Bảo Trân cũng có ngay tại đài Little Saigon TV những cái quyển sách in màu, picture books, song ngữ cho các em có thể tiếp tục học tiếng Việt. Và kính thưa quý vị, ngay tại studio ngày hôm nay Bảo Trân đã mời được hai người khách rất là quan trọng và rất là đặc biệt, đã làm việc rất là nhiều để bảo tồn văn hóa và tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Đầu tiên Bảo Trân chào cô Thiên Hương là phụ huynh của em Melin. Dạ thưa chào. Chào Bảo Trân và xin kính chào quý vị. Chào em. Dạ, kính chào quý vị. Em Melin, bây giờ chị thấy là em đang mặc đồng phục và hướng đạo. Em có thể nói cho chị biết là em đến từ đoàn nào không? Dạ, con đi Liên đoàn Hướng Việt. Ok. Chị biết là em hình như mới ra mắt một cái CD, đúng không? Vậy thì em có thể nói cho quý khán giả một chút về cái CD của em và cái dự án của em đi. Dạ, thưa chị, em đã thực hiện một cái CD nhạc mang tên Học Tiếng Việt qua bài hát. Và lý do vì sao em đã thực hiện cái CD này chị đang cầm trong tay nè, thấy hình ảnh rất là dễ thương, nó là Sing and Learn Vietnamese with Ease, học tiếng Việt qua bài hát. Em có thể nói cho quý khán giả vì sao em đã sản xuất ra cái CD này không? Dạ thưa chị, em muốn làm cái CD này tại vì em thấy nhiều trẻ em Việt Nam không nói được tiếng Việt và không gần gũi với ông bà, và không biết nhiều về Việt Nam. Vậy thì bây giờ chị Bảo Trân đoán là chắc là em thuộc loại người thích hát và thích âm nhạc đúng không? Yeah. Cho nên là em đã chọn phương cách là học tiếng Việt qua âm nhạc. Vậy thì từ lúc mà em đã phổ biến cái CD này thì mọi người có thích CD này không? Hay là em có thấy là các bạn vòng quanh mình học thêm được tiếng Việt qua CD này không? Dạ, các trẻ em hát mấy cái bài vần, vần A, vần O, vần Y. Tập đánh vần qua các bài hát. Dạ, từ khi các em hát cái bài đó thì những cái bài hát đó cũng là những cái bài đánh vần luôn. Thì tí xíu có gì mình cho quý vị nghe. Thì khi mà các em hát xong được một bài là các em biết đánh vần được mấy chữ rồi. Mà một cái điều nữa là xin chia sẻ với Bảo Trân á, là khi mà chị hướng dẫn cho các em ở trong đoàn hát á, thì không phải là các em chỉ có nghe rồi hát không, mà qua cái bài hát đó các em biết chữ cái nè, biết đánh vần, rồi biết ý nghĩa của những cái chữ trong cái bài hát đó. Không phải chỉ ý nghĩa không, ví dụ mình dạy A, B, A, ba, thì biết đánh vần, well, biết chữ A, biết chữ B, biết B, A, ba thành ba. Rồi ba là gì? Ba là bố, ba là daddy, ba là father. Ngoài ra còn có cách gì ở trên trong tiếng Việt mình gọi ba nữa? Bố, cha. Rồi từ đó ba còn nghĩa gì nữa? Ba còn có nghĩa là number three. Nó thành ra một cái câu hát rất ngắn mà mình có thể từ đó mình dạy ra được 5-6 ngữ vựng lực. Mà các em học nó tự nhiên lắm. Đó, dĩ nhiên là mình khuyến khích tất cả các phụ huynh cho con em của mình đi học Việt ngữ ở các trường Việt ngữ, phải không? Tại cái đó là mainstream, cái đó là học chính thức, học đàng hoàng. Nhưng mà ngoài ra đó, khi mà ở nhà hoặc là đi tới các hội đoàn, nếu mà các em hát những cái bài hát như vậy, các em sẽ được coi như là thêm
có một cái cách để nó trau dồi thêm mà rất là tự nhiên và rất là vui. Em không có nghĩ là các em học, các em nghĩ là các em chơi, các em nghĩ là các em hát, nhưng mà nó thấm vào. Dạ, khi mà Bảo Trân nghe đến dự án của em nè, Bảo Trân liền nghĩ đến là như là hồi trước là ba mẹ của Bảo Trân thì cũng rất là tin về là học tiếng Việt qua âm nhạc luôn. Cho nên là mới có cái những cái chương trình thế hệ trẻ và có những cái bài của Xuân Mai. Đúng hay rồi. Là những cái bài mà rất là nhiều người bây giờ dùng để học hình tiếng như Việt. Là em Việt Nam nhỏ nào cũng nghe thế hệ trẻ. Dạ, cho nên là khi mà Bảo Trân nghe tới cái dự án của em, chị thấy rất là gần gũi. Ngoài ra chị cũng thấy rất là cảm động. Cảm động tại vì Bảo Trân thấy rằng là cái thế hệ ở bên đây giống như Bảo Trân vậy đó, chị cũng lớn lên, chị cũng sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà trong trái tim của chị luôn hướng về Việt Nam. Đúng và rồi. Chị lúc nào cũng muốn giống như là chia sẻ cái văn hóa của mình. Và có nhiều lúc chị cảm thấy rất là lonely. Chị cảm thấy rất là buồn tại vì có rất là nhiều người xung quanh mình cũng không có muốn học. Nhưng mà khi mà chị gặp những người như em mà em đã tạo ra một cái CD như vậy, chị biết đây là một cái việc rất là cũng không dễ làm. Nhưng mà bây giờ em có thể nói cho chị tiếp về cái dự án của em và như là em phổ biến ở đâu không? Chị nghe nói là em đã phát ra những cái CD này cho các trung tâm Việt ngữ đúng không? Dạ. Em nói thêm cho chị biết được không? Dạ. Con ở em post ở YouTube và ngoài trung tâm Việt ngữ thì mình còn đưa cho em đưa cho các liên đoàn hướng Việt, các liên đoàn hướng đạo ở khắp nơi. Thì có rất là nhiều người ở các tiểu bang khác cũng có hỏi. Thì mình có gửi qua bên miền Đông á, thì có một chị là chị Thanh Trúc của đài Radio Free Asia, tức là đài Á Châu Tự Do. Thì chị có giữ một số để ai mà ở bên miền Đông chị phân phát dùng. Rồi có trưởng Võ Thành Nhân của Hội đồng Chuyên ngôn Hướng đạo Việt Nam cũng có giữ một số CD để mà phân phát cho các người ở miền Đông. Rồi mình cũng có ship lên San Jose một số, San Diego một số. Và nếu mà quý vị nào mà ở ngay trong vùng này của mình, Little Sài Gòn đó, thì có thể ghé tới Euclid Optometry bất cứ lúc nào, thì cứ nói là muốn lấy cái CD thì quý vị sẽ được tặng một cái free. Miễn phí luôn. Oh my gosh, that's awesome. Và Bảo Trân cũng rất là vui là em Mê Linh và phụ huynh của em đã mang đến một thùng CD luôn. Cho nên là các em thiếu nhi khi mà các em gọi vào ngay bây giờ để chào chị Mê Linh thì các em sẽ được thưởng một cái CD để các em có thể ở nhà và tập tiếng Việt. Và khi mà các em tập những cái bài này đó thì cái tuần sau đó, đó thì các em cũng thể gọi vào đài và hát những cái bài này, và các em cũng có thể được những cái món quà phần thưởng rất là hay. Và bây giờ thì Bảo Trân có ngay đây là một bài trong CD này có những cái hình ảnh. Bảo Trân xin mời quý vị xem. Đây là những cái bài đến từ CD học tiếng Việt qua bài hát. Yeah.
Dễ thương quá. Chị biết là em đã bỏ rất nhiều công sức ra để tạo ra cái CD này, nhưng mà em có thể tả ra cái cách mà em đã làm không? Tại vì bây giờ chị biết là trong đây là chị thấy là tác giả thì có rất nhiều tác giả khác nhau, và các nhóm, các người ca thì cũng có rất là nhiều em hay là những cái nhóm khác hát. Vậy thì em có thể kể lại cái hành trình của em không? Can you talk about your journey or your process? Okay. So first, I put together a group of girls that I sang with before, and that was the older group that would sing the harder songs. And then I asked for volunteers to sing the like the Bai Vans and stuff. And those are from the younger. Sói con với chim non. And they just sang the ones that would teach basic Vietnamese. Xong rồi với các nhạc sĩ thì mình phải làm sao trước khi mình dùng nhạc của các nhạc sĩ? Em phải hỏi các nhạc sĩ, like I had to email them and then ask for permission so I could use their songs. Vâng, thưa quý vị, thì đầu tiên là bé Melin là phải tụ hợp lại các bạn mà các bạn gái mà lớn hơn để cho hát những cái bài khó hơn, sau đó lại tìm kiếm và mời các em trẻ hơn, nhỏ hơn để hát những cái bài dễ hơn trong cái CD này. Ngoài ra thì Melin cũng phải mời và xin phép những tác giả để dùng những cái CD này trong CD. Và kính thưa quý vị, bây giờ bạn Trân thấy là có vài em đang gọi vào, nhưng mà bây giờ là tới giờ quảng cáo, cho nên là xin mời quý vị giữ máy và chương trình. Thế Trẻ sẽ trở lại sau vài phần thông tin thương mại.